khỏe đó. Nó đi hơi khi mình lúc đó thì khoảng khoảng thời gian đó thì tí nó bị thu hiện rồi. Dạ. Nó mệt ra mà khi cũng không cỡ. Nhưng mà ai tới cũng biết chỉ từ ngày 16 mà ra 27 á. Nó hả? Hả? Nó đó. Dạ. Bây giờ chuyện lệnh cái hả? 25 tuổi rồi. À, tháng trước đoàn cựu huynh trưởng có đi một ngày tình ở chùa Kim Sơn, tức là đài Tổng Lâm Cụ. Ngày xưa là để đào tạo cả tăng tài mà những bậc là cao tăng như là các ông Trí Quang, Trí Thuyên, Thiền Siêu, Trí Tình. Đó. Thì cách này khoảng 70 năm rồi bạn đi thăm lại chùa đó. Thì bà gặp trên là bây giờ thầy trụ trì chùa trên đó được biết là thầy tư vấn lực lẽ sau này. Thì thầy trò chuyện trò với nhau nhắc lại chuyện cũ. Có đó thăm bảo tháp của là thầy Trí Thuyên, từ một bậc đồng thời là với lại thầy Trí Quang. Thầy năm 47 chẳng Pháp diễm đến vùng đó rồi thì là đã hạ sát thầy. Thì sau 6 năm 60 thì là thầy Trí Quang về xây tháp để đựng nhục thân của thầy là Trí Thuyết. Đồng thời là xây một bảo tháp là gọi là tháp hội đồng. Vì lúc đó có một số tăng sinh đó. Thì bị pháp sát hại. Sau này thì tìm hai bộ quân chúng trốn chúng vô một tháp gọi là tháp hội đồng. Hai tháp rồi bà có làm một viết thơ để nhớ lại kỷ niệm đó. Tức là trở về Kim Sơn. Kim Sơn cổ tổ vẫn còn đây, trải mấy mươi năm mới có ngày thăm lại chùa xưa trong cảnh mới, từng cao bậc tháp vạn mây bay. Nhớ đại Tầm Lâm đã một thời là nơi đào tạo Phật tăng tài, đào vàng thống nhất Trung Nam Bắc, dũng khí hùng tâm thật là ngời.
thầy trò ôn lại chuyện xưa nay, nguyện cùng nhau trước Phật đài, dân tộc gắn liền cùng đạo pháp, xây nền an lạc cho ngày mai. Trong cái bài thơ này gọn là tất cả diễn biến của Phật giáo ở Huế cũng như chúng ta có thể nói toàn quốc là cái đạo Tùng Lâm nó đó là đào tạo tất cả các bậc dân tăng mà đã có vai trò rất là quan trọng định đoạt cái số phần Phật giáo trong miền Nam Việt Nam số trong thời kỳ là 46 đến là 75. Nên bác nhắc lại cái đó mình nhớ lại xin nói là từng cao bảo tháp ăn mấy bay, tức là nhắc lại sự hy sinh của là thượng tọa Lý Thương và các bậc tăng sinh trong đời vì đạo pháp dân tộc chết năm 47. Mấy bay nữa tức là tượng nhớ đến giác linh của các ngài đứng còn hiện hiện. Rồi thì cái câu thơ trong đây là dũng khí hùng tâm thực ra người, tức là nhắc luôn cuộc tranh đấu của Phật giáo và có bao gồm tăng ni Phật tử rồi đem tất cả một cái thân mạo của mình hy sinh để bảo vệ đạo pháp tôn trọng. Sau lại thì là hai câu sau là dân tộc gắn liền với đạo pháp xây nền an lạc cho ngày mai. Lúc đó mình nghĩ rằng thời kỳ 2000 năm truyền đạo vào Việt Nam thì Phật giáo là gắn liền với là vận mệnh của dân tộc lúc thịnh lúc suy. Luôn luôn dân tộc và đạo Phật đi đôi với nhau, cho nên bây giờ mình cũng phải theo con đường hướng đó mà cầu nguyện là đem cái sức tâm sức của mình để xây dựng cái an lạc với dân tộc cho ngày mai. Ông già thật sơn vậy ha, sơn là mới rồi cho mình ghi bởi vì bữa trước mình có bởi vì mùng tám tư rồi mùng tám tư bởi vì mình nhớ hắn á, là không phải là nhớ vì vì nhớ hắn mà nhớ là nhớ mình cho nên nhớ hắn mình đang cưới thằng bạn ba thấy không, mà thằng sơn á là hắn đang cưới là hắn sau mình một tháng và một ngày à, tức là một năm một tháng một ngày tức là một năm tức là hắn là mùng tám tháng tư thấy chưa. Mới vừa rồi gửi qua chúc mình để cho nhớ lại thôi, không sợ cái bề nhau làm kia. Ông già gửi thư qua ông già, ông già nó bấm được chuyện ông già đang cũng gửi cho mình cái thư là thì áp có hẳn nhá, có hẳn cả thằng biết đặt cái biết ở đây là nhà làm cái cả học cả để nổi mà trường tặng cho một cái cho một cái bà để dắt cái xe. Tức là tôi mình vừa có được con học giỏi tại trường. Ơ chơi ngon vậy, bao giờ từ đây vậy cả.